Mấy bữa nay coi livestream tôi thấy tiệm bánh Cô Việt Thương đang ra phiên bản 3 cái bánh donut mới bán tới 105.000 lận luôn mọi người. Nên là hôm nay mình tranh thủ ra mua về ăn thử coi hương vị và chất lượng nó ra sao. Biết đâu trở thành hot trend tiếp như cái bánh phô mai tan chảy thì sao. Lần đầu ăn thử. Chị ơi tính tiền giùm em cái này. Dạ của mình là 105 ạ. Giảm còn 70.000 nha anh. Và bây giờ xin giới thiệu mọi người bộ ba bánh Dream Donut ở tiệm bánh Cô Việt Hương của tôi. Mình mua một combo thì nó sẽ như thế này. Ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy nó cũng tương đối nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cái này ngay dịp 1 tháng 6 mấy bạn mua về tặng cho mấy đứa nhỏ cũng hợp lý lắm chứ bộ. Nhìn nó dễ thương dễ sợ. Giờ mình mở nó ra thử luôn hen. Đầu tiên mình sẽ có một cái bánh donut sô cô la. Tôi thấy cái này người ta để là hương vị đặc trưng của nước Bỉ. Mọi người cầm nó mọi người cảm giác nó rất là mềm bên ngoài nha, nó rất là phúng phính luôn, cầm rất là đã cái tay. Nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Kiểu nó bên trong lớp kem nhìn nó rất là mịn luôn, siêu đẹp nha. Ăn thử cái coi. Cái lớp bánh donut người ta làm nó mềm mềm, nó dai dai một xíu, mọi người ăn vô nó rất là cuốn. Còn đặc biệt cái lớp kem nha, mọi người ăn vô mọi người cảm giác sô cô la rất là thơm luôn. Cái vị sô cô la nó cũng ngọt nhưng mà nó ngọt vừa phải. Cái lớp đường bên ngoài này nó cũng ngọt luôn nhưng mà nó cũng ngọt vừa phải. Nói chung mấy bạn ăn mấy bạn không cảm thấy nó quá ngọt nên là mình ăn sẽ không bị ngán. Rồi và cái bánh thứ hai tôi đến là vị matcha, bởi vì khi mà ngửi mọi người nghe cái mùi matcha nó siêu siêu thơm luôn. Trên đây nó cũng có lớp kem màu xanh xanh nhạt nhạt nè, mình cũng sẽ mở nó ra luôn. Trời ơi cái lớp kem này nó đẹp ngang ngửi lớp kem sô cô la hồi nãy. Đó cho các bạn coi nè. Khi mà ăn cái kem này vô, cái vị lạnh lạnh của nó làm tôi liên tưởng tới cái bánh phô mai tan chảy, mọi người ăn vô mát mát rất là đã luôn. Cái vị ngọt của kem này thì mình cảm giác là nó không có quá ngọt luôn, nó ít ngọt còn hơn là cái sô cô la luôn. Nãy giờ mình ăn được hai cái đúng không mọi người? Bây giờ mình đến cái cuối cùng này là hương tiramisu. Khi mở ra thì mọi người cảm giác nó sẽ không có béo, nó không có phúng phính bằng hai cái lớp kem còn lại. Bên trong á nó sẽ có những cái chấm chấm đen đen, tôi cũng không biết là cái gì luôn. Tôi cảm giác bên trong đây nó những có cái vụn vụn không biết là cái gì nhưng mà nghe mùi cà phê rất là thơm luôn mọi người. Cái lớp kem mình ăn không đã mát lạnh đã ngon rồi, bây giờ có thêm mùi cà phê á nó sẽ làm cho mấy bạn đỡ ngán hơn. Như tôi nè, tôi ăn một lần ba cái thì chắc chắn là tôi sẽ hơi ngán một ít rồi đó, nhưng mà có cái mùi hương cà phê này vô á là mình ăn nó càng cuốn hơn nữa. Rồi sẵn ra tiệm bánh của Cô Việt Hương thì tôi không thể nào không mua cái bánh phô mai hoàng kim tan chảy này được. Bây giờ người ta đang có chương trình giảm giá là kiểu mọi người mua một cái vẫn 99.000 thôi, không phải 115.000 nữa, mà mình cũng không cần mua hai cái luôn. Với lại sẵn ra tiệm rồi thì tôi cũng có mua thêm bánh mì ngàn lớp và một loại bánh lần đầu tiên tôi được nghe luôn chính là bánh cà phê muối. Nếu bạn nào cũng muốn ăn những loại bánh độc lạ, những loại bánh nhiều kem nhiều phô mai như tôi thì nhớ đến tiệm bánh Cô Việt Hương mua liền đi nha. Đặc biệt là bánh Dream Donut tôi nghĩ nó cũng sắp hot trend cháy hàng tới nơi rồi đó. Bye bye.